này thì nó sẽ cái chỗ này nó sẽ không phải là một cái nàng công chúa ngủ trong rừng như thế này, mà là nó sẽ thành một cái cảm xúc rất là khác. Không biết ở đây đã có ai đến Ibiza chưa nhỉ? Ibiza Tây Ban Nha. Đây cái ý tưởng mà xây dựng lên cái mô hình hoạt động quảng trường biển thì tôi lấy từ hai mô hình. Một là Las Vegas, nền kinh tế về đêm nổi tiếng nhất và thành công nhất trên thế giới tính đến thời điểm này. Và hai chính là bãi biển Ibiza. Ở Ibiza thì nó có một cái thương hiệu về clubbing biển rất nổi tiếng thế giới tên là Nikki Beach. Chủ ở đấy cũng là một tỷ phú. Và cái trải nghiệm ông ấy mang lại cho cái bãi biển đấy là gì? Là khi bạn đến cái bãi biển của người ta thì bạn sẽ không bao giờ còn nhớ đấy là ngày hay là đêm nữa. Và đấy cũng chính là concept để xây dựng quảng trường biển. Đây mới chỉ là đèn không thôi. Còn khi mà ở đây giữa cái chỗ này xuất hiện một cái beach bar, và tôi hy vọng rằng là với cái tiềm lực của nhà đầu tư và với cái idea, tôi xin phép không được tiết lộ những cái tenant mà đang muốn thuê cái chỗ này, nhưng mà tôi đã gặp một trong những cái nhóm đấy đến từ Nga và một số nhóm khác thì ở Việt Nam rất là thương hiệu lớn. Nếu mà họ có thể hiện thực hóa được thì tôi hy vọng rằng bất kỳ ai sở hữu một cái căn shophouse ở đây thì nghĩa là bạn đang sở hữu, đồng nghĩa bạn đang sở hữu một cái bất động sản mà có khả năng ở gần một trong những cái câu lạc bộ biển, có khả năng là lọt vào 100 cái top câu lạc bộ biển trên thế giới. Và ở đây thì tôi đã được chủ đầu tư phê duyệt là ít nhất là trong vòng một năm đầu thì là có mỗi tháng là sẽ có một cái đại nhạc hội tầm quốc gia ở chính cái chỗ này, sức chứa khoảng 10 đến 12.000 người ở những ngày cuối tuần. Và có hai cái đại nhạc hội quốc tế. Và tôi hy vọng rằng là có thể là một ngôi sao nào đấy dỗi việc mà đến đây chơi mà chỉ cần check in, chụp một cái ảnh và tag vào và là đây là I am at the Grand World, thì nghĩa là ngôi nhà các bạn sẽ trở nên nổi tiếng toàn cầu. Cái đại nhạc hội này thì có thể ở đây tôi nhìn thấy không nhiều gương mặt hay đi quẩy lắm, nhưng mà ví dụ như tôi chẳng hạn thì một năm tôi đốt kha khá tiền vào các cái vụ đấy, nghĩa là nó đang có một cái xu hướng mới. Hôm trước tôi cũng nói ở trong cái buổi mà chia sẻ trên livestream, giờ đây cái xu hướng mới trên thế giới là gì? Là dịch chuyển đến những cái nơi mà có nội dung. Còn trước đây chúng ta ra biển chỉ đơn giản là chúng ta đến chỗ nào vắng, đẹp thì ngủ để nghỉ, ăn hải sản ngon, đi về, đúng không ạ? Còn bây giờ người ta đến tất cả mọi nơi. Tại sao từ trước, các bạn cứ để ý từ đầu đến giờ, tôi để ý thì những thứ mà các bạn trầm trồ không phải là những cái thông tin về bất động sản, mà là về những thứ nội dung có ở trong cái điểm đến này. Có đúng không ạ? Đúng không? Và bất kỳ ai bây giờ, các bạn cứ thử nghĩ từ gì chúng ta xem. Rủ nhau bảo là mùa hè năm nay, Tết năm nay, Giáng sinh năm nay, chúng ta đi đâu nhở? Thì ngay lập tức, không ít thì nhiều, trong số chúng ta một vài những gia đình mà, nhưng mà ở chỗ đấy nó có cái gì? Có đúng không ạ? Thì có cái gì ở bãi biển này, tôi nghĩ rằng là nó sẽ là cái nơi dành cho cái dân raver, nghĩa là cái thuật ngữ mới, nghĩa là cái dân thích nghe nhạc điện tử, thích dịch chuyển, tìm đến những cái điểm đến khám phá mới trên toàn thế giới thì sẽ đến đây. Các bạn cứ tưởng tượng là một năm một cái đại nhạc hội kéo dài khoảng chừng, tôi nhớ không chính xác, một tuần, hai tuần gì đó, có tên là Tomorrowland. Các bạn về các bạn có thể tìm ở trên Wikipedia. Tại sao tôi lại nói đến Wikipedia? Bởi vì tôi không muốn là những con số tôi nói là các bạn cho rằng là phịa. Bởi vì nó tất cả mọi thứ là nó, tất cả mọi thứ nó phải là có con số, đúng không? Thì một năm trung bình như là một kỳ Tomorrowland khoảng chừng 350.000 lượt khách đến cái đại nhạc hội đó. Và các bạn cứ tưởng tượng là nếu có một cái đại nhạc hội nào đó thương hiệu của chủ đầu tư Grand World đặt tại đây mà thu hút, tôi nghĩ phân nửa này, thì xung quanh đây tôi nghĩ không còn chỗ mà ở. Có đúng không ạ? Mà một năm là sẽ có hai cái đại nhạc hội đó. Và tôi hy vọng là cái đại nhạc hội đầu tiên, nếu mà thế giới mở cửa, nó sẽ diễn ra vào đúng cái dịp khai trương. Đấy chính là cái đại nhạc hội quốc tế mà sẽ khai trương cái khu quảng trường biển và Grand World này. Vâng, đúng rồi. Cái mô hình đấy là không chỉ DJ mà những ngôi sao hạng A thế giới cũng sẽ đến. Và tôi hy vọng là chủ đầu tư sẽ mạnh tay vụ này để mà một vài ngôi sao đến mà lại chụp ảnh check in
chống ảo và bảo là đây là Grand Vua Phú Quốc thì tôi nghĩ rằng là chắc chắn, bởi vì các bạn phải hiểu tất cả những bãi biển nổi tiếng thế giới từ Miami, Florida, Cannes hoặc là Ibiza, tất cả những nơi mọi người biết đến những cái thương hiệu đấy là toàn ngôi sao thế giới đến check in hết. Chỉ cần một cú đến check in, một cú click thì bây giờ bạn biết là quyền lực nó là như thế nào. Bản thân tôi đã trải nghiệm cái đấy rồi, bản thân tôi đã trải nghiệm rất là nhiều lần cái bầu không khí đấy rồi. Và tôi nghĩ các bạn cứ tưởng tượng trong một tuần ở đây cứ từ ngoài vào trong người lườm ngượp như thế này thì chắc chắn nó sẽ thành điểm đến. Tôi đã từng ở Phú Quốc một tuần, tôi vẫn kể câu chuyện đấy hôm trước. Tôi nói là có buổi tối tôi ở đây và tôi bảo thế cuối cùng là tất cả chúng ta đang tối nay làm gì nhỉ? Câu đầu tiên là đi ăn hải sản, câu thứ hai là thôi đi về. Bởi vì nó không chỉ là cái câu chuyện là chúng ta ra ngoài ba thì ba có cái gì đâu ạ, đúng không ạ? Nhưng mà trong này thì nó khác. Chưa kể là tôi hy vọng là với những cái nhà đầu tư mà người ta đang xin chủ đầu tư là đầu tư quảng trường biển này thì nó không chỉ là chương trình tháng, chương trình đại nhạc hội mà là nó sẽ là chương trình hàng ngày. Nghĩa là ở cái beat bar này nó sẽ là hàng ngày và hàng cuối tuần. Nghĩa là tất cả đây đều là sale event 365 ngày trong năm. Thì tôi cho rằng đấy mới là cái thứ đặc biệt. Và ở quảng trường biển này chúng tôi lấy một cái concept là gì? Hội hè bất tận. Nếu bạn đến Grand World, bạn vào quảng trường biển, nghĩa là bạn không ngờ phân định được ngày hay là đêm. Bạn sẽ ở đây cả ngày, bạn sẽ enjoy cả ngày, bạn sẽ hòa vào trong cái bầu không khí đó. Các bạn cứ tưởng tượng là bây giờ nếu mà chúng ta làm được điều đấy cùng nhau thì chắc chắn là Phú Quốc không chỉ để là điểm đến của nội địa, đúng không? Tôi cảm nhận được điều đấy. Tôi rất là mong chủ đầu tư làm được điều đấy, bởi vì nếu mà chủ đầu tư làm được điều đấy thì có nghĩa là Việt Nam mình sẽ có thêm điểm đến. Chí ít là tôi nghĩ là nhẹ nhàng ở châu Á. Tôi rất hàng năm con tôi về là bố ơi ở Thái Lan có một cái lễ hội này hay lắm ở bãi biển này. Bố cho tiền mua vé đi. Thế gọi là điểm đến đúng không ạ? Thì những người ở Thái Lan hay Nhật Bản hay ở các nước khác cũng sẽ nói câu tương tự là ở Việt Nam, đúng không ạ? Ở Phú Quốc, một hòn đảo rất là đẹp. Ở cái khu này có cái đại nhạc hội này thường niên, mỗi năm 2 lần. Câu chuyện chỉ là đơn giản thế. Và 365 ngày event với những cái gì tôi đã kể từ ngoài vào trong. Chúng ta có tinh hoa Việt Nam cả ngày, chúng ta có Vernie cả ngày, chúng ta có hai cái siêu show. Tôi nghĩ hai cái đấy có thể gọi là hai cái siêu show của Việt Nam. Tối nào cũng diễn, đúng không ạ? Và vào trong này, tối nào cũng có nhạc chập chình, âm thanh ánh sáng, thậm chí bạn có thể mua một chai bia, bạn cứ nghĩ cái bãi cỏ này rất là đẹp. Bạn ra biển mắc võng nằm, ở trong này là nhạc, bể bơi, đúng không ạ? Các cô gái, chàng trai xinh đẹp, DJ, quẩy và đại nhạc hội. Thì đấy chính là câu chuyện của Grand World, nền kinh tế về đêm của đầu tiên Việt Nam, hội hè bất tận, có đúng không ạ? Một lần nữa chào mừng tất cả các bạn đến Grand World, hy vọng các bạn thích phần trình bày của tôi. Xin cảm ơn. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã coi những đoạn video clip chính thức từ chủ đầu tư. Xin chúc quý cô chú anh chị một ngày thật vui vẻ, hạnh phúc và xin hẹn gặp lại. Hãy bấm like và subscribe kênh YouTube này để nhận những thông tin và hình ảnh mới nhất từ chủ đầu tư.